Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Zika Audio. Và hôm nay thì hiện tại thời điểm này cũng đã đang là 2:30, hơn 2:30 một chút xíu hiện tại bên anh. Hỗ trợ em tí. Em đang có tại 17 Trần Phú để bàn giao cho anh một cấu hình combo rất là VIP. Cấu hình này thì hiện tại là một cặp loa cao cấp dòng loa 2N LX150. Chúng em còn chưa có thời gian để giới thiệu review về thời điểm này, đang quá bận rộn. Quá là bận rộn nên vâng ạ, em đi một mình. Tầng 5 à? Chết em rồi. Thôi anh hỗ trợ về thì may là loa này nó nhẹ. Cặp này nó là dòng loa nhẹ. Ok rồi, anh cho loa trước xuống em. Sướng sướng đi nào. Đấy. Ba cô bảo đi lắp combo hồi sướng. Nhà chặt nó phải trồng nhiều tầng anh ạ. Thế là đã lên đến nơi. Chú chào con. Nó là không phải máy của mình nhưng mình không biết sử dụng. Ta gọi là. Dạ. Đây vợ con ra. Vâng. Con mẹ biết đâu rồi đấy. Con nhìn thấy bố nhà mình hồi cứ loa, không đi có lâu không chị gái thì không tí nữa ra lấy đồ thôi đấy. Rồi một cái nhà mình có 11 cái loa đúng không? Sau khi quá trình đưa lên tầng 5 của nhà anh Hiếu, và chúng em đã lên hoàn chỉnh một cấu hình cho anh Hiếu, nghĩa là một cặp LX150 này kết hợp với X7 DAC và nâng tiếng CB800 Ultra. Hiện tại thì anh đang kết nối mạng để lấy nguồn nhạc để anh em test. Trong cấu hình này thì rất là VIP. Ở cấu hình này như chúng em đã nói, cái dòng loa cao cấp, cái dòng loa đến từ thương hiệu WeWood, model là LX150. Dòng loa 2N được trang bị hệ thống chung rất là cao cấp, như là ở đây có ba con chung bằng carbon thể hiện dài trung trầm, cũng như là một con chung cao và hệ thống chép đôm cao cấp hình cầu nhẫn này, chuyên áp dụng cho những đôi loa cao cấp. Và bên hông thì được tích hợp thêm một con subwoofer bass đường kính 25 nữa. Chiều cao của dòng này là 110. Chiều cao là 110 cm. Và những cái mẫu này thì hiện tại trên kênh của chúng em chưa có một cái video review chính thức nào, nhưng cũng đã nhận được quá nhiều đơn hàng. Và thực tế là chúng em đã đi lắp rất nhiều những cái mẫu LX150 dòng loa 2N cao cấp đến từ thương hiệu WeWood, kết hợp với mẫu loa này để cho ra chất âm hay và vừa kết hợp nghe nhạc với hát karaoke được, thì em sử dụng một con đài X7 DAC và một con TD CB800 Ultra nữa. Hiện tại thì đang set lại cái TV để lên nhạc cho anh em thưởng thức những cái quá trình cận cảnh và đi bàn giao tại nhà khi các quý khách hàng đặt hàng bên Zika chúng em. Lâu anh nhỉ? Ừ, cái mạng này rồi. Hay anh cắm nhầm? Không nhầm. Thợ điện cắm nhầm nữa thì chết.
đúng rồi, Techcombank đấy, đấy ngay số mấy ấy đấy, tên chủ tài khoản luôn. Xin xem lại cái mạng ở nhà mình một cái. Rồi, anh em hì hục lắp xong thì lại lỗi mạng internet nên là không test được nhạc trên YouTube, vừa test nhạc điện thoại nhưng mà nhạc điện thoại này nó nhiều bản quyền nên anh em không lên được hoàn chỉnh một video có nhạc nền này, các bạn nghe thử và các em có nhìn thấy với cái dòng loa LX150 được kê bày biện như này rất là sang trọng, nó sẽ phù hợp với không gian nhà khoảng 20m2 với cái nhu cầu nghe nhạc high-end cao cấp cũng như là nhạc 9D và thi thoảng hát karaoke nhẹ nhẹ. Dòng này mắc công suất lên được 250, nó là những cặp loa chinh phục những đôi tai vàng và anh chị cũng đã rất ưng ý với cấu hình này, vừa vặn với không gian phòng nhà anh chị thì chị đang chuyển khoản để thanh toán ở bên chúng em. Và tất cả mọi thông tin mua sắm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số hotline 0963889192 hoặc 0965503357 với những cặp loa cao cấp và dòng loa high end kết hợp nghe nhạc xem phim giải trí 9D và hát karaoke bày biện không gian sang trọng, có những cặp LX150 và LX570 đến từ thương hiệu WeWood. Sau đây thì xin khép lại video ở đây. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và đặc biệt trong video này xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ, đã đến với Zika Audio.